Vâng, Hoàng Tuấn Audio xin mến chào các anh nhé. Thì video ngày hôm nay em lên cho các bác ba cặp loa tay, loa trợ lời của thương hiệu JBL của Mỹ các anh nhé. Một cặp loa Boss, một em JVC loa màng gỗ tích hợp Bluetooth ở trên máy luôn, và một em Tech này 4 trong 1, thiết kế rất là hoài niệm các anh nhé. Và hai em DAC giải mã chuyên nghiệp của thương hiệu Pioneer. Dạ vâng, thời công nghệ 4.0 rồi, đa phần các bác nghe nhạc mạng là nhiều. Thì đây là những em DAT mà không thể thiếu ở trong những bộ dàn cao cấp của nhà các bác nhé. Em này thì giúp cho giải mã nhạc mạng lên tới 32 bit, nghe nhạc thì âm thanh chi tiết và chân thật nhất nha các bác nhé. Rồi em sẽ quay chi tiết và báo giá cụ thể từng sản phẩm. Vâng, mã số 1 là một em Tech các bác nhé. Có mã là R520. Em này tích hợp các chức năng là CD, FM này. FM thì full 108 các bác nhé. Nghe nhạc điện thoại, TV, cassette và đĩa than. Em này thì nhìn các bác thấy thì cấu hình rất là hoài niệm nhé. Em này thì được trang bị hai loa toàn giải hai bên, chạy điện 100V. Meca thì vẫn có chữ Tech này. Bên trong các bác mở ra thì có đĩa than này và cassette các bác nhé. Đặc biệt em này là có FM full 108. Size ngang của em này là 47 các bác nhé. Size ngang là 47, chiều sâu là 37 và chiều cao khoảng tầm 23 các bác nhé. Tiếp một đoạn nhạc CD này, màu cam rất là đẹp này. Em này bày biện ở phòng khách, phòng ngủ rất là hay. Lệnh bài này. CD tốt các anh nhé. Nghe nhạc, nghe FM này. Các bác ấn vào lúc này giúp em này. Phường Đinh Bộ Lĩnh, Cộng Hòa, lượng phương tiện rất là đông luôn thưa quý vị. Khu vực vượt đường Quang Trung. FM là full 108 nhé. Em ok coi nhá. Follow cái đĩa than này các bác. Em sẽ tặng kèm các bác một chiếc đĩa than. Đấy, các bác nhấc vào giúp em thì nó sẽ tự xoay nhá. Đấy, ví dụ các bác có cần gạt đây này. Thì ở đây là có ba tốc độ 33, 45 và 78 nha các bác nhá. Các bác gạt cái cần gạt này lên thì nó sẽ tự để kim xuống này. Đấy. Không nghe nữa thì các bác gạt cái cần gạt này sang nhé. Đặt cái kim vào đây. Nó ok, nó sẽ tự tắt. Nghe cassette này các bác. Cassette này để ở đây này. Các bác ấn nút này, chuyển kênh cho em này. Tab B là cassette nhé. Ấn vào đây. Play này. Thôi chắc nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, như quên vào. Chuyển sang AUX là bác có kết nối điện thoại TV, gọi đằng sau có hai cổng bông sen các bác nhé. Em này này, đây cái lúc volume thì nó có hơi bị xước sát một chút này các bác. Em sẽ để các bác mức giá tốt luôn. Volume thì nó có hơi xước một xíu nhé. Em Tech này chạy full chức năng 4 trong 1, có mức giá là 3 triệu các bác nhé. 3 triệu tặng kèm một CD, một cassette và một đĩa than. Các bác về chơi. Đặc biệt em này là FM full 108 này, cấu hình rất là hoài niệm nhé. Vâng, em tiếp tục sang mã số 2.
Vâng, mã số 2 là mã em GVC bằng gỗ các bác nhé. Em này có mã là S5 này. À, F5 thì là dòng cao, có tích hợp Bluetooth ở trên máy các bác nhé. Đấy, căng này. Loa bằng gỗ. Em này thì có về khiển học các bác nhé. Về khiển học chỉnh tất cả các chức năng. Bass chép mid. Đây, loa vẫn là loa bằng gỗ và em này là dòng cao. Thì các bác thấy thì cái hậu nó rất là sâu này. Đấy, cái hậu nó sẽ sâu hơn mấy cái dòng đời trước các bác nhé. Thì nó sẽ cho một tiếng bass rất là trầm ấm. Đấy, công suất vẫn là 25W 4 ohm. Sản xuất tại Malaysia. Loa em này là loa vân gỗ màu lâu các bác nhé. Em này là cục màu đen này. Loa vẫn là loa toàn giải. Em này thì giúp các bác nghe phòng 20-25m2 ok. Nghe hay, hay trưng bày cũng đẹp. Chạy nhiều chức năng. Đây, như các bác thấy thì có Bluetooth này các bác. Đấy, Bluetooth một chạm nhé. Em này thì chạy cái chức năng là CD, USB, điện thoại TV kết nối Bluetooth. Đấy, có USB luôn các bác nhé. Em này FM thì 95 các bác nhé. 95 thì bắt được đài Việt Nam nhé. Bắt được rất là nhiều đài luôn. Đấy, trên điều khiển thì có chỉnh được bass mid nhé. Đấy, test đoạn nhạc CD này. Đấy, CD chứ. Em đụng chạm vào thì nó sẽ bị vấp các anh nhé. Rồi CD ok này, kết nối Bluetooth rồi các bác. FM 95 này các anh nhé. FM là 95 này. Kết nối bằng Bluetooth này. Vâng, như các bác thấy thì em loa màng gỗ này rất là nhiều tính năng nhá. Em này là hàng nội địa, sử dụng điện 100V, chạy full chức năng, hoàn hảo. Mã số 2 có mức giá là 4.500.000 đồng các bác nhá. Đấy, tặng kèm một chiếc khiển chạy full chức năng. Đấy, dòng cao thì lúc trước em bán giá trên 5 triệu cơ. Rồi tiếp tục sang mã số 3. Vâng, mã số 3 là hai em DAC giải mã chuyên nghiệp của thương hiệu Pioneer, có mã là N50 các bác nhá. Đấy, về được hai em đẹp xuất sắc. Một em thì đẹp như bóc xốp này các bác. Đấy, về còn nguyên khiển Catolo này. Đấy, đẹp lắm các bác. Em này giải mã lên tới 32 bit nhá các bác nhá. Đấy, giải mã nhạc mạng. Đấy, em này cũng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, em này thì sản xuất đời rất là cao các bác nhá. Đài 2012 này các bác. Đấy, mặt sau của em nó đây. Em này là em có mức giá là ở đâu? Em này là đúng rồi, 2012 các bác. Đấy, sản xuất 2012 này. Em này thì có mức giá là 8.500.000 nha các bác nhé. 8.500.000, có số series cuối là 2628 này. 2628 này các bác nhé. Em này cũng đẹp xuất sắc, full chức năng. Còn em này nữa, em này đẹp như gọi là bóc xốp này các bác. Đấy, đẹp chưa? Em này thì size lớn nhá các bác nhé, size 42. Đấy, em này thì có mã là 09 0910 này các bác. 0910 cũng sản xuất 2012. Em này mới như bóc xốp luôn. Thì đằng mặt sau của em nói các bác, mặt sau đây là đầu ra nhá, đầu ra số âm ni này, số âm ni này. Đây là đầu in, in là in vào. Đấy, cổng giải mã từ cáp quang này, giải mã đồng trục này.
kết nối với cả máy tính nha các bác nhá. Đặc biệt cái chỗ này này là cắm cục Bluetooth nha các bác nhá. Hôm nay thì em có về được cục Bluetooth đây. Đấy, cục Bluetooth Beoler của nó này, cắm vào sau này các bác nhá. Cục này thì em mua rồi. Đấy, cục Bluetooth này cắm vào đây. Giải mã không dây luôn, giải mã qua Bluetooth này các bác. Đấy. Rất là chất luôn. Em này thì đẹp xuất sắc. Đấy, khiển sách thì có mức giá 9 triệu cho các bác nhá. 9 triệu miễn phí ship cho các bác luôn. Đấy, miễn phí ship nhá. Rồi em xin test chất âm của em nói cho các bác cùng kiểm âm. À vâng, đây là cấu hình khi em cắm điện cho các bác nhá. Thì đây chiếc điều khiển đây thì nó có các phím các bác. USB này, Bluetooth này, giải mã TV, các bác giải mã TV thì ấn xuống Digital 2 nhá. Digital 2 này. Kết nối Bluetooth này, em đang kết nối cục Bluetooth mà em mới giới thiệu các bác đây. Em giải mã lên tới 32 bit này. Em này phay nhôm bạc nhìn rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây. Cái tên của em Bluetooth là BT200 nha các bác nhá. Đây, BT200 này các bác. Đấy, đang kết nối đây. Xíu nữa em sẽ test với cả Bluetooth qua giải mã không dây này. Thì cục đó em bán là mức giá là 2 triệu các bác nhá. Bán rời 2 triệu. Thì bên mua hàng bên eBay này, họ bán thì có mức giá 3 triệu này, 2 triệu là rẻ nhất là khoảng tầm 2 triệu mốt các bác. Đây là hàng đã qua sử dụng rồi nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không? 3 triệu cục bé thôi mà hàng Bluetooth của hãng thì bán rất giá rất là cao các bác nhá. Đấy, mức giá nước ngoài là hơn 2 triệu rồi mà em Tuấn về sẽ bán cho bác có mức giá chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu một cục Bluetooth thôi nhá. Em mới về có một cục à. Rồi em xin test nhạc qua Bluetooth này. Qua em giải mã này. BTO nó sẽ hiển thị lên tên ở đây các bác nhá. Âm thanh rất là ngọt ngào luôn coi nhá. Đấy, có thấy không? Bắt vào Bluetooth mà rất là nét luôn. Đấy, công nghệ của Beoler. Thì đây, ấn nút Digital 2 là các bác cắm cáp quang từ Smart TV xuống nhé. Giải mã qua em cục này lên tới 32 bit. Âm thanh rất là chi tiết ngọt ngào các bác nhé. Và em sẽ tặng kèm cho các bác USB. Nhạc 32GB, nhạc chất lượng cao nhé. Các bác cắm vào đây, nghe nhạc trực tiếp cho em. Đấy, cắm vào đây, nghe nhạc trực tiếp qua USB nhé. Đấy, chuyển kênh sang USB này. Đấy, thì nó sẽ phát nhạc USB nhé. Đấy, còn nghe nhạc TV thì ấn xuống Digital 2 của em này. Đấy, còn kết nối qua máy tính nhé. Máy tính mà giải mã qua máy tính này thì có chữ USB này các bác này. Đấy, có Music Saver này các bác. Rất nhiều tính năng luôn. Đấy, em mà đẹp xuất sắc có giấy tờ là mức giá 9 triệu. Em cũng đẹp xuất sắc không giấy tờ thì mức giá là 8 triệu 500 nghìn nhé. Tất cả đều có tặng kèm USB nhạc này, mấy cả dây quang các bác nhé, về chỉ việc chơi. Còn cục Bluetooth ai bác nào muốn mua rời thì có mức giá là 2 triệu các bác nhé. Rồi tiếp tục sang mã số 4. Vâng, mã số 4 là cặp loa Boss 101mm của Mỹ các bác nhé. Em này loa chợ nơi, karaoke hay là nghe phòng trà hay là sân cà phê sân vườn cũng rất là hay nhé. Đặc biệt các bác rất là tín dụng. Thì đây Boss này. Sản xuất tại USA nha các bác nhé. Boss 101mm công suất là 150W 6 ohm. Em này hàng còn zin nguyên bản nha các bác nhé. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn. Em này thì hát karaoke hay là những bộ dàn, ghép vào những bộ dàn thiếu âm cao, giải mid, giải chép thì ghép vào này thì hát quá là hay. Đấy, ê càng các bác. Xịn xò chưa? Hàng này là hàng xịn nha các bác nhé. Trên thị trường các bác cẩn thận là rất là nhiều hàng nhái luôn. Tại vì cái nào hay là sẽ có hàng nhái các bác. Đặc biệt là thế.
Mùi loa còn đẹp xuất sắc. Tuyến loa đẹp lắm các bác nhá. Tất cả duy nguyên bản này các bác. Ốc sao, lỗ thông hơi. Em mã số 4 này thì có mức giá là 2.600.000 đồng các bác. Giá cực tốt trên thị trường luôn. Em này giá như giá giá lái luôn nha các bác nhá. Để qua mức giá lái luôn. Em test một đoạn nhạc các bác. Loa em này thì là loa toàn giải bát 12 nha các bác nhá. Loa toàn giải bát 12. Vâng, như các bác thấy thì tiếng của em boss này, tiếng loa toàn giải, tiếng rất là trong, sạch và bay các bác nhá. Ghép vào hát karaoke tiếng nhẹ nhàng thanh thoát. Nhẹ nhàng thanh thoát và hát rất là dễ các bác nhá. Nghe nhạc acoustic cũng rất là hay luôn. Đây, mã số 4 2.6.000 miễn phí ship toàn quốc các bác nhá. Rồi tục mã số 4 2.6.000 tiếp tục mã số 5. Vâng, mã số 5 là JBL Control 1 nha các bác nhá. JBL Control 1. Em này cũng là hàng đẹp nha các bác nhá. Em này loa trợ lời có tên tuổi nổi tiếng thế giới các bác. Hai dòng Boss và JBL này là nổi tiếng thế giới luôn. Đấy. Ê, càng còn rất là đẹp các bác. Bát cũng sở hữu một loa bát 12 và một thêm một loa mid nha các bác nhá. Em này thì thêm một loa mid luôn. Đấy, quay một vòng này. Control 1 các bác nhá, JBL của Mỹ đấy. Em này thì nghe nhạc ghép karaoke hay trợ lời hoặc ghép những bộ dàn thiếu mid chép các bác nhá. Âm thanh thì rất là sắc sảo. Công suất của em này cũng không ghi là 100W các bác nhá, 100W. Số seri trùng cặp luôn này, 45 này, 45 các bác nhá. Em này thì mà có mức giá giao giá lái cho các bác luôn. Mức giá 2 triệu đồng. Giá trên thị trường là chưa có bao giờ có mức giá này coi nhá. 2 triệu đồng đấy, bảo hành cho các bác 6 tháng và cam kết duyên nguyên bản. Đẹp xuất sắc coi nhá. Bác nào về ghép dàn karaoke nghe nhạc ok. Mã số 5, 2 triệu đồng. Tiếp một đoạn nhạc các bác cùng kiểm âm nhé. Vâng, âm thanh cũng rất là sáng và chi tiết nhé. Hỏi tục sang mã số 5. Vâng, mã số 5 là hai cặp loa JBL Control 1 XM. Dòng này thì sẽ cao hơn 1X nhé. Nó là sẽ đời cao hơn nhưng mà âm thanh như nhau các bác nhé. Em cam kết các bác là âm thanh như nhau. Thì nó có thay đổi một chút là cái màu chép này nó là màu trắng nhé. Em kia thì màu chép màu đen. Căng khá là chắc đấy các anh nha. Loa trợ lời karaoke rất là hay. Đấy, đình đám quá. Đẹp chưa các bác? Đấy, hai cặp như các nhá. Loa thì vuông thành sát cạnh. Các bác có thể hát karaoke hay ghép nhạc dàn thiếu dòng âm cao như mid và chép hoặc là treo ở phòng khách hoặc là treo ở sân vườn đều được các bác nhá. Em này thì em cũng có nắp ráp ở tại quán cà phê khá là nhiều. Những quán cà phê cho chất âm cao cấp. Đấy, JBL Control 1 XM. Em xin test chất âm của em nó các bác nhé. Vâng, em xin test một cặp này nhé. Cặp này thì em chưa có âm ly để đánh, em chỉ đánh một cặp thôi. Em cũng có âm ly để đánh những cặp loa này các bác nhé. Đấy, bác nào cần tư vấn thì em sẽ có tư vấn. Đánh hai cặp này thì âm thanh rất là hay. Đấy, đánh một cặp này thôi. Đấy, test một đoạn nhạc nhé. Mã số 5 này thì có mức giá là 2.200.000 đồng các nhé. JBL Control 1 XM 2.200.000 đồng miễn phí ship toàn quốc. Đấy, tiếp đoạn nhạc các bác.
nhạc acoustic nhẹ nhàng cũng rất là hay luôn. Dòng đời trôi, dần trôi, nắng mưa đã thay mây mùa. Nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta, với anh mỗi người một nơi. Gặp lại nhau giờ đây, tóc đã phai theo tháng ngày. Ngoài trời mưa buồn than, khóc cho môi duyên bé bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền, thôi cứ trôi theo dòng chảy. Vâng, như các bạn thấy thì âm thanh rất là hay và chi tiết. Các bác yêu từ mang 1 đến mang 5 thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0967874679 hoặc kết bạn Zalo để tư vấn thêm nhé. Bên em thì có giao hàng toàn quốc và có bảo hành cho bác 6 tháng. Các bác yên tâm. Rồi em xin dừng video clip tại đây. Hẹn các bác ở clip sau.